Tập 25. Không ngờ tôi có thể luyện Long Phượng Hoàng một cách xuất thần nhập quỷ như vậy. Nếu cho ngươi thêm thời gian mấy năm nữa, chỉ e là lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Thua cũng coi như là thua rồi. Hôm nay ta có thể chế chi thiên cơ bổng của ngươi, thì thường qua kim học ta cũng thấy đáng rồi. Quả nhiên ngươi đúng là một nhân tài. Hôm nay nếu ta giết ngươi, giang hồ sẽ thiếu đi một tông sư nhất phái. Đó mới là niềm đáng tiếc của Võ Lâm. Trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ được lan truyền trong giang hồ. Kẻ thắng vẫn là tử mẫu Long Phượng Hoàng. Thượng quan Kim Hồng, người đúng là một kẻ tiểu nhân thô bỉ. Sau đó làm sao ta đến đây, ta cũng không biết nữa. Thật không ngờ Thượng quan Kim Hồng gia nhân Võ Lâm lại dám làm chuyện như vậy chứ. Tiền bối, nhiều năm như vậy, tiền bối làm sao vẫn sống được? Trên núi này có một con hùng ưng đấy, ngày nào nó cũng tha thịt sống, trái cây. Ta dựa vào những thứ mà nó kiếm được cho ta mới có thể miễn cưỡng sống được đến bây giờ đấy. Không ngờ con hùng ưng hung dữ đó lại có tình nghĩa như vậy. Có tình nghĩa, ta nghĩ chẳng qua nó cũng là do Thượng quan Kim Hồng sắp đặt cả rồi. Nhưng tại sao bọn họ lại nhốt ngài ở đây? Chỉ e năm đó tại phù tổ giam thiên cơ lão nhân ở đây, đa phần có liên quan đến bảo tàng của Kim Tiền Bạc. Thử hỏi thủ vệ nào tốt hơn thiên cơ lão nhân và Hồng Ân chứ? Hai tử, ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa. Hiện tại bên ngoài là năm nào rồi? Lão phu không rõ chút nào đâu. Nhưng lúc còn sống còn có thể được gặp hậu nhân của Tiểu Lý Phi đâu, cũng coi như là sống vẹn toàn rồi. Hai tử, khi đó ta và tiểu tử Lý Tầm Quan coi như là kết giao nhiều năm, ngươi nhất định không được làm hỏng danh tiếng của hắn. Tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của ngài đâu. Vậy coi như lão phu cũng coi như là hết dứt bận rồi. Tiền bối, ngài đã từng nghe nói về bảo tàng của Kim Tiền Bang chưa? Thực ra lần này ta đến đây là chỉ muốn tìm bảo tàng mà năm đó Kim Tiền Bang để lại. Bảo tàng của Kim Tiền Bang ta chưa từng nghe nói đến. Nếu chỗ này có bảo tàng thì đó là thiên cơ bổng của ta rồi. Đây chính là thiên cơ bổng đệ nhất trên giang hồ sao? Không sai. Thiên cơ bổng này được tạo từ phi thế toái tinh thạch và như ý bảo thạch. Điểm mấu chốt đó là dòng sáng bảy sắc bao quanh, nó có thể giết người một cách vô hình, tung hoành khắp trời đất, trượt ta ra.
không ai biết được điểm đặc biệt của nó đâu. Hiện tại lão phu cũng như đèn dầu sắp tắt, giữ lại nó cũng không có tác dụng gì cả. Nếu các người muốn thì hãy lấy nó đi. Nếu không có thể điều khiển được nó thì hãy thay lão phu truyền lại cho một người thật sự dũng cảm đi. Đúng rồi tiền bối, nếu người lo lắng thiên cơ bỗng thật sự không có hậu nhân kế thừa, vậy chẳng thà giao cho Lý Hoài Quân đi. Để khi gặp được sự lựa chọn thích hợp sẽ nhờ Lý Hoài Quân đệ thay tiền bối truyền lại cho người nào đó. Tiền bối, cái này ta không thể nhận được đâu. Thiên cơ bỗng lợi hại như vậy, ngộ nhỡ rơi vào tay của người có tâm cơ bất chính, nhất định sẽ làm nổi lên một trận máu tanh đấy. Thiên cơ bỗng này giống như cây bóng của tiền bối vậy. Mỗi lần mọi người nhắc đến thiên cơ lão nhân, chắc chắn nhắc đến thiên cơ bỗng. Ngộ nhỡ ngày nào đó tiền bối không còn nữa thì thiên cơ bỗng này cũng không nên tồn tại đâu. Bạn tri kỷ, bao nhiêu năm qua ở động quyệt này chỉ có ngươi bầu bạn với ta. Thu qua đông đến, không biết trải qua bao lâu rồi chứ. Nếu hiện tại sắp rời xa ta rồi, ngươi có phải ngươi cũng không đỡ đúng không? Thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu. Ngươi có thể một mình ở đây nói chuyện với ta một chút được không? Thế này đi, chúng ta ra ngoài chờ Quynh nhé. Hai tử, hiện tại ta như đèn dầu sắp tắt. Hôm nay ta sẽ đem một thân công lực truyền thụ lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể vận dụng nó, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu đấy. Tiền bối, không được đâu. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, nơi này có thể quan sát toàn cảnh dưới núi. Bao nhiêu năm qua ông ấy đều ở trong đồng, mai táng ở đây chắc chắn mấy rất thích đấy. Hãy yên nghỉ đi tiền bối à. Đứng đầu danh sách binh khí của Bách Hiệu Sinh, cả đời sống lang dạt như mây trôi, thoải mái tự do, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Thật đáng tiếc. Cũng may cuối cùng chúng ta có thể trả lại tự do cho mấy. Không ngờ thiên cơ lão nhân nổi danh trong giang hồ, bao nhiêu năm qua lại ngày đêm bầu bạn với một con hùng ưng. Mặc dù con hùng ưng này rước quà cho Kim Thủy Thành, nhưng lại luôn chăm sóc cho thiên cơ lão nhân này.
Nếu không có nó, e rằng tiền bối đã sớm không còn nữa rồi. Cũng coi như là một con thần điểu của tình nghĩa. Ta mặc kệ những chuyện này. Ta chỉ biết là con chim này làm hại Kim Tiểu Thành ta bao năm qua. Nếu hiện tại đã trừ được tai họa, ta phải đem tin tức này công bố cho dân chúng, để bách tính trong Kim Tiểu Thành này đều cảm thấy vui vẻ. Vì lần này cũng coi như chúng ta đến không chết rồi chứ. Các người chính là đại ân nhân của Kim Tiểu Thành ta. Lần này bách tính trong Kim Tiểu Thành nhất định phải tổ chức tiệc cảm ơn các người. Đến lúc đó các người không được vắng mặt đâu đấy. Khà khà, trời sáng rồi, tỉnh lại đi. Khà khà, nóng quá, phải làm sao đây? Khà khà, thế nào rồi? Có thấy ấm hơn chút nào chưa? Muội nhất định phải cố lên, đừng để chuyện gì xảy ra đấy. Hoài xấu xí, hoài xấu xí, hoài xấu xí. Chỉ có đại ca thôi sao? Nếu mùi muốn nhìn thấy đại ca thì mùi càng phải cố lên chứ. Nếu không mùi sẽ mãi mãi không gặp được cô ấy đâu. Có nghe thấy không vậy? Khả khả, khả khả à, cố gắng lên. Hiện tại ta sẽ cõng mùi ra ngoài. Phò mã, công chúa, sao muộn thế này rồi? Này còn chưa ngủ, vừa nãy ở Phật đường cầu phúc cho chính gì, ai ngờ chuỗi hạt bị đứt. Ta lo lắng Phật tổ đang cảnh báo cho chúng ta, không phải chính gì sẽ ra chuyện gì chứ? Công chúa, nàng đừng lo lắng như vậy nữa. Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta đã phái hộ vệ đi bảo vệ hai quân đại chúng rồi. Chuyện này ta biết, nhưng ta vẫn lo lắng lắm đấy. Hay là chàng đích thân đi một chuyến đi. Ta thật sự lo lắng chính gì sẽ ra chuyện đấy. Công chúa, nếu ta đi rồi, chẳng lẽ nàng không lo lắng người mà nàng phải đi sát hại thiền nhi sẽ phải thất vọng quay về sao? Chàng theo dõi ta. Công chúa, nếu không làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm thì có gì đáng sợ đâu chứ? Nếu chàng đã biết rồi thì ta cũng chẳng còn gì để giấu cả. Ta chỉ muốn hỏi chàng một câu thôi. Chàng có đi hay không đây? Bảo vệ con trai của mình, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Có điều công chúa, nhìn nàng bây giờ lo lắng cho chính như vậy, đồng thời ta cũng hy vọng nàng cũng suy nghĩ đến thiện nhiên một chút đi. Dù sao hai đứa nó cũng là huynh đệ với nhau. Cố gắng lên. Khà khà, cố gắng lên. Bọn họ quay lại rồi, lên ngựa đi. Ta dìu ngươi, cẩn thận nào. Từ từ thôi, từ từ, mau đi thôi. Cẩn thận nhé. Là thiếu gia Lý Chính. Bây giờ chúng ta có nên đi theo không? Không cần đâu. Xem ra Lý Chính thiếu gia đã an toàn rồi. Chúng ta lập tức quay về báo cáo với công chúa đi.
Lão già, tất cả chuẩn bị xong rồi. Đưa xuống chờ ta đi. Dừng. Công chúa, ta xuất phát đây. Phụ mã. Nhất định phải đưa Lý Chính an toàn trở về. Này yên tâm đi. Không chỉ Lý Chính mà cả hai đứa, ta đều sẽ đem chúng an toàn trở về. Xem ra không có vấn đề gì rồi. Để bọn họ nghỉ ngơi một lát thôi. Chúng ta về thôi. Đi nào. Đây là đâu? Sao mình ở đây chứ? Khả Khả. Khả Khả. Khả Khả, xem ra mùi không sao rồi. Tốt quá rồi. Nhìn đi, anh đã đắc tội với độc dư của chúng ta. Còn giận à? Hãy cho tôi tự quan hoài. Hôm đó giống gạt ta, không có bản đồ khô tàn. Ta hận nhất chính là nam nhân mà lại ức hiếp nữ nhân. Ta nhất định sẽ khiến hắn sống không được mà chết không xong đâu. Mùi đó, chuyện này có gì đáng tức giận đâu. Đợi sau này ta dùng hắn đến Kim Tiền Bang, thì những báu vật trong tay hắn chẳng phải đều thuộc về Kim Tiền Bang chúng ta sao? Ta nói cho Quỳnh biết, không được dẫn số vào nhà. Tên Tự Quan Hoại này vô cùng giả hoạt. Chuyện này mùi không cần lo lắng đâu. Cho dù Tự Quan Hoại là hậu nhân của Thượng Quan gia, ta dẫn dắt Kim Tiền Bang đã 20 mấy năm rồi, đã tạo được thế vững chắc. Sau này nếu có chuyện gì, dù sao hắn cũng phải tìm ta thương lượng. Mặc dù hắn là hậu nhân của Kim Tiền Bang, tặng báu vật cho hắn cũng coi như là báo đáp lại Thượng Quan gia. Ta thấy Quỳnh không quên được Thượng Quan tiên thì khó. Mùi đó, những lời thô tục này thì nói hay lắm. Dù sao người cũng đã chết rồi mà, mùi lại so đo với người chết làm gì chứ? Nhưng ta không chịu mắt đâu. Hình dáng Quỳnh suốt ngày nhớ về cô ta. Trong lòng ta nhớ về ai thì đó là chuyện của ta. Nếu mùi thật sự thấy không chịu mắt thì cứ tự nhiên. Quỳnh, thật ra Quỳnh càng siêu tình thì ta càng thích Quỳnh đấy. Lý Hoài, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu. Tham kiến Độc Dương. Đứng lên đi. Lần này triệu các ngươi đến đây là muốn nhờ các ngươi đến Kim Tiểu Thành một chuyến. Nếu Thượng Quan Hoại tìm thấy kho bảo tàng thì hãy đem bảo tàng và Thượng Quan Hoại về đây cho ta. Nếu bắt được vậy thì giết hắn cũng được. Thủ hạ tuân lệnh. Đại ca, Quỳnh về rồi. Hai người không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Thế nào rồi? Đã tìm thấy bảo tàng chưa? Tìm thấy rồi. Nhưng trong đó chẳng có gì cả. Sao lại như vậy? Không sao đâu. Quan trọng nhất là mọi người không sao hết. Để có biết không, từ khi nãy thấy hai người bị ngã từ trên núi xuống, khiến ta lo lắng chết đi được. Cũng may là một đại không sao. Nếu không thì ta thật sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Không làm phiền bộ đệ nghỉ ngơi nữa. Cố gắng chăm sóc Khả Khả nhé. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được Thái Nguyệt cô nương ở đây. Ngươi có chuyện gì không? Ta đến đây thăm bằng hữu của Ly Hoài huynh đệ thôi, thuận tiện đem theo một số món quà đến tặng cho họ. À đúng rồi, để biểu thị lòng ngưỡng mộ với nữ hiệp, ta muốn mời cô cùng ta đi thăm thú Kim Thủy Thành, cùng thưởng thức phong cảnh con người nơi đây. Cô thấy sao? Bây giờ sao? Chọn ngày khác không bằng hôm nay. Bây giờ đúng nhé. Mời Thái Nguyệt cô nương. Khả Khả, sao muội ra đây? Lý Chính, ta đến chỉ là muốn cảm ơn huynh đệ cứu ta thôi. Điều thì ta không bảo vệ tốt cho muội, nếu muội bị thương, muội thế nào rồi? Không phải chỗ nào không phải chứ? Ta không sao đâu. Kim Thủy Thành chúng ta chỉ muốn chúc mừng đã trừ được chim chính đồng. Bên ngoài trang trí đèn nhiều màu sắc, rất náo nhiệt. Không biết cô nương có thích Kim Thủy Thành này không? Có muốn ở đây không? Ý của người là người phương Bắc chúng ta trước ngày tính tình thẳng thắn hào sảng, không thích ăn nói vòng vo, vì ta cứ nói thẳng vậy. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin cô nương bỏ qua cho. Trên đường đi, ta quan sát cô nương lâu rồi. Mặc dù cô rất lãnh đạm, nhưng lại thánh thiện như tuyết trên đỉnh núi vậy. Không biết cô nương có muốn ở lại Kim Thủy Thành làm tân nương của ta không? Ta quyền dùng cả đời mình bảo vệ cô đấy. Cả Lạp huynh, xin lỗi làm huynh mất hứng nhé. Bởi vì Thái Nguyệt muốn làm tân nương của ta. Không biết hai người đã chính thức thành hôn chưa? Nếu như chưa chính thức thành hôn, thì theo quy tắc nơi này của chúng ta thì phải tỷ thí. Kẻ thắng sẽ có được cô nương mình thích. Ai sợ chứ? Tỷ thí thì tỷ thí thôi. Được. Quân là khách, quân muốn tỷ thí cái gì đây? Thương Quang Hoài, không được gây chuyện đâu. Tỷ thí cái này. Lý huynh đệ, cái này tài hạ thật sự không so được với huynh. Tài hạ tâm phục khẩu phục. Đã nhường rồi, đã nhường rồi. Thật là, ta làm sai còn đặc ý nữa. Ta làm sai chuyện gì chứ? Thứ nhất, quỳnh dám hôn ta. Thứ hai, ai cho quỳnh hôn ta chứ?
Cho nên hai điều này cộng lại, từ sức ép của Nhật tội chết rồi. Tội chết sao? Vậy muốn giết thì giết đi, dù sao mẹ của ta là của Mùi mà. Quỳnh vẫn còn nhớ mẹ của Quỳnh là của ta. Vậy Quỳnh nhớ cho kỹ đấy, sau này bảo Quỳnh làm gì thì Quỳnh phải làm cái đó. Ý của Mùi là đồng ý chuyện chung thân với ta rồi sao? Buông ra nào, ai tìm hứa chứ. Hoài xấu xí, hai người. Lý Thế Nguyệt, Khải Khả, cô làm sao vậy? Hoài xấu xí, sao cô lại như vậy chứ? Quân đã quên là khi còn nhỏ hai chúng ta hứa hẹn với nhau rồi sao? Quân đã nói sẽ lấy ta làm vợ mà. Đó là khi chúng ta còn nhỏ, chỉ rồi gia đình thôi. Sao có thể coi là thật chứ? Khả Khả, cả đời thư quan Hoài ta là người ta muốn cảm ơn nhất, chính là một bằng hữu. Từ thu nhỏ là cô thôi, hãy cùng lớn lên cùng ta. Địa vị của cô không có ai thể thấy được đâu. Trong mắt của ta, cô giống như là mùi mùi ruột của ta vậy. Còn thân thiết hơn cả mùi mùi ruột đấy. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Quỳnh không thích ta hả? Chuyện tình yêu không thể nào giải thích được đâu. Và cô cũng không thể hỏi tại sao. Khả Khả, thật ra ta cảm thấy cô nên để ý một chút bên cạnh mình. Có người thật lòng đối xử tốt với cô đấy. Người thật lòng thích cô. Hoài xấu xí, Quỳnh quá đáng thật đấy. Khả Khả, con phải nhớ kỹ, Lý Mạn ta đã giết cha mẹ con, khiến con thành cô nhi. Một mối thù sâu như biển này, Lý Thế Nguyệt không bao giờ quên đâu. Ta muốn còn tiếp cận Thư Quan Hoài, lấy sự tín nhiệm của hắn, nhân cơ hội này tìm được tung tích và bản đồ cô tàng. Tỷ đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. Không còn sớm nữa, muội mau về nghỉ trước đi. Ngày mai cũng phải lên đường nữa. Được, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng nghĩ nhiều nữa, như lúc còn nóng hãy uống đi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao cô lại không thích ta? Chuyện tình yêu rất khó giải thích. Cô cũng không thể hỏi tại sao được. Hoài xấu xí, ta đã từng là khách khả mà Quỳnh thương yêu nhất. Từ hôm nay, ta chính là Hoài đại nhân của các ngươi. Các ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm ta. Ta bảo vệ tất cả các ngươi. Đệ dương dạng quý, Khả Khả chính là nương tử của ta. Sau này các ngươi gặp mùi ấy đều phải gọi là phu nhân đấy. Nghe rõ chưa? Xấu hổ kìa. Phương Khả Khả đỏ mặt rồi kìa. Phương Khả Khả gì chứ? Là phu nhân đi. Phu nhân xấu hổ rồi kìa. Hoài xấu xí, Quỳnh có biết là trái tim ta đau thế nào không?
cầu công công cứu mạng. Dương đại nhân, đêm muộn thế này đến chỗ ta, có chuyện gì gấp gáp vậy? Công công đúng là phú quý quên mất chuyện cũ rồi. Trước đây ta đưa tiền thuế cho công công để nộp lên triều đình, hiện tại triều đình bắt đầu điều tra rồi. Hạ quan lo lắng chỉ mũ quan trên đầu sao không giữ được nổi, lại lo sẽ làm liên lụy đến người nhà, cho nên đã quý đến đây xin công công cứu mạng đấy. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cứ về trước đi, ta xử lý sao cũng được. Đa tạ công công. Dương đại nhân, đừng trách chúng ta không nhắc nhở người. Nơi này không phải ai muốn đến thì có thể đến được đâu, phải học cách tránh sự nghi ngờ đấy. Nếu không thì đừng trách chúng ta trở mặt mặc kệ người nhé. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi ạ. Vậy đi, ta sẽ xử lý cho. Dân ạ, cô đừng uống nữa. Sao cô lại ở đây chứ? Ta, đi quân đã đến rồi thì hãy uống cùng ta một ly đi, được không nào? Uống đi. Uống đi nào. Quỳnh có biết không, bọn ta khi còn nhỏ, Hoài Xấu Xí đã từng nói với ta là, nói với ta đấy, ta chính là lương tử, lương tử của Hoài Xấu Xí đấy. Quỳnh ấy đã nói như vậy, Quỳnh ấy nói với ta như vậy đấy. Quỳnh ấy thích nhất là ta. Nhưng tại sao Quỳnh ấy lại trở mặt như vậy chứ? Tại sao Quỳnh ấy lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao? Quỳnh ấy thích Tiết Thái Nguyệt. Tiết Thái Nguyệt chính là Nguyệt thần. Rõ ràng cô ta có mục đích nên mới tiếp cận Quỳnh ấy mà thôi. Ngốc thế đấy. Sao Quỳnh ấy lại ngốc như vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Khà khà, thật ra chỉ cần Bụi quay đầu lại thì sẽ thấy ta ở phía sau Bụi đấy. Nào, từ từ thôi. Quỳnh là ai? Từ từ thôi, cẩn thận đấy. Hoài Xấu Xí à? Hoài Xấu Xí, sao Quỳnh lại? Sao bây giờ Quỳnh mới đến chứ? Ta biết rồi đấy. Quỳnh không nỡ bỏ ta, có đúng không? Nên đến đón ta, đúng không nào? Hoài Xấu Xí, Quỳnh có biết là trong lòng ta thật sự rất nhớ Quỳnh không? Cẩn thận cái ngã đấy. Quỳnh có biết không? Có biết không vậy? Khà khà, dựa theo những manh mối mẹ để lại, tìm được lại chính là Thiên Cơ Bổng. Nhưng theo giang hồ đồn thổi, bảo tàng của kim tiền bạc là một kho báu rất lớn,
Nó có liên quan gì đến thiên cơ bổng chứ? Khách quan, mời theo lối này. Mời ngồi. Tiểu nhị, mày mời thầu và thức ăn đến đây. Được rồi, nghe chờ một chút. Nào ngồi đi. Mày ông trà đến đây. Cái gần đây có biết chuyện gì không? Chìm chính đầu gây hại cho Kim Tiểu Thành rất nhiều năm qua, đã bị giết rồi đấy. Không thể nào. Chìm chính đầu đó có thể ăn thịt người đấy. Mấy ngày trước có đám thợ săn lên núi đã bị nó ăn thịt rồi. Bọn họ sao có thể làm vậy? Ta nói cho các người biết, các người đừng có nghe người ta nói nữa. Thực ra chìm chính đầu là một con ưng mà thôi. Mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể không tiêu diệt được. Hơn nữa nghe nói con chim này lại rất thích báu vật đấy. Tổ của nó đều là núi bằng vàng núi bạc. Kẻ diệt trừ nó cũng từ đó mà chiếm được tài bảo. Cũng xứng đáng nhỉ. Đúng vậy. Cả Lạp Quân, khoảng thời gian qua đã tạo quân chiếu cố. Và còn chuyện hôm qua, hy vọng là quân đừng để trong lòng. Dù sao chuyện duyên phận thì thực sự rất khó miễn cưỡng, đúng không nào? Lý quân đệ yên tâm đi, các nhật Ca Lạp ta tính tình hào sảng thoải mái. Nếu không phải là chuyện tình duyên của mình thì ta nguyện là tác thành duyên đẹp. Nhưng nếu để ta biết được Lý quân đệ ức hiếp thái nguyệt cô nương, vậy ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cướp quái về đấy. Để lúc đó đừng trách quân đệ ta không nể tình nhé. Ca Lạp quân, ta khuyên quân đừng một tưởng nữa, bởi vì quân cũng không thể có cơ hội này đâu. Tỷ tỷ, bọn họ nói gì vậy? Chắc đang nhắc đến tỷ đấy. Đi nói chuyện phím thôi. Không nghe thì hơn đấy. Phương cô nương, cuối cùng cũng đỡ rồi nhỉ? Sao vậy? Đừng nhỏ mọn như thế chứ. Chúng ta là quân mụ tốt mà. Sau này có món gì ngon sẽ không bạc đãi cô đâu. Đúng qua khả khả, uống rất nhiều rượu đấy. Có điều quân cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho người ấy. Ca Lạp quân, cáo từ. Bảo trọng. Ca Lạp quân, chúng tôi xin cáo từ trước. Được, bảo trọng. Cáo từ, cáo từ. Thời gian qua đã tạ khoản đãi về chiếu cố. Thái Nguyệt cô nương, nếu sau này có chuyện gì bất trắc, có thể đến Kim Tiểu Thành tìm ta. Các nhật Ca Lạp ta dù nước sôi lửa bỏng thế nào cũng sẽ hết sức giúp đỡ nàng. Cảm ơn. Bảo trọng. Cáo từ. Muốn giữ người nhưng người không muốn, chỉ còn ký ức về những ngày tháng đẹp thôi. Khả khả, nếu mệt thì đi chậm một chút thôi. Chính Nhi, cha, sao cha lại tới đây? Chính Nhi, sức khỏe của con không sao chứ? Xem ra mẹ con lo lắng cho con đấy. Sao lại tới đây chứ? Thiền Nhi, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Ông ấy chính là Lý Đại Hiệp sao? Lý Đại Hiệp, người mộ đó đâu? Ta chính là quân đại cách bái quân đấy. Tên là Lâu Dật. Hy vọng có cơ hội được Lý Đại Hiệp chỉ điểm cho. Chỉ điểm thì không dám nhận. Nếu có điều có cơ hội thì chỉ ra vài điểm thì có thể được. Đa tạ. Chính là người này đã hại mình đến bước đường hiện tại. Tất cả đau khổ của ta cũng là do ngươi gây ra. Nếu Lý Đại Hiệp muốn lên mặt dạy người khác, vậy ta xin thọ giáo một chút. Tỷ tỷ, tỷ đừng kích động. Thái Nguyệt à, Thái Nguyệt. Có thể không phải là hôm nay, nhưng Lý Mạn Thành, người hãy nghe cho kỹ đây. Cả đời này ta sẽ cố hết sức để giết người đấy, để trả thù cho Tiết gia chúng ta. Tiết gia, cô là
Chắc ngươi không ngờ đến giờ vẫn chưa bị ngươi đuổi cùng chiếc tận chứ. Sau này dù ta mất tất cả người thần cung cũng nhất định là